Rực rỡ hay là gì? Mẹ đang nồi lửa lên em rồi đấy. Đang rực rỡ rồi. Cho khoai vào, mua vào. Này là đồ à, đấy. Đấy là lẩu à? Là lẩu chứ. Không, lẩu. Đây, đây này. Con nhà trà thì nó... Lẩu cái kia là của nhà khác, mang đến. Lẩu cái kia là của nhà bể bơi. Còn người không bơi thì ngồi trên bờ. Đấy. Đây là đội hình ngồi trên bờ. Đấy, mẫu hậu và các cháu là đang ngồi trên bờ. Còn khu vực này là có cháu nhỏ đã bơi nhưng mà nó sợ nước. Đấy, bơi, úi giời, bông bơi. Còn đây là đội ngồi chờ ăn. Đấy, mẫu hậu chắt kìa. Ui, chào các bác đây nào. Trời ơi. Ơ, Minh Khang chào. Ơ, giỏi quá. Ơ, bà. À, mẹ kìa, đấy. Đẹp không? Đẹp phết đấy, tối nhìn đẹp phết. Còn đội bên này là các bạn ấy đang ăn bim bim. Bạn kia đu võng xong rồi đấy, ra kia đu võng. Ui giời. Đẹp không? Đẹp phết. Còn đội kia bập bênh. Nào bập bênh thì vào chuẩn bị ăn cơm đây. À vào chuẩn bị ăn đây. Con này ngồi đây. Còn đội hậu cần thì cứ nướng. Để hội nào ăn thì cứ ăn và hội nào nướng thì cứ nướng. Đó.
Đây, có một viên này. Không có, đây có một viên này. BBQ. Đây là đang ăn nếm. Nướng đã xong. Còn ngoài này là hai đại gia đã đang ngồi uống bia. Hả? Trong đây. Chú đâu? Em mua cái gì? Gọi chú ra đây, có gần đây không? Gọi ra đây ngồi. Đấy, mẫu hậu ngồi kia. Đại gia đình nhà ta hôm nay đi. Đấy, quay đi, quay đi. Hôm nay cho mẫu hậu đi cho nói nhá. Quay đi hai lần rồi. Đấy. Đấy.